con khỏe chưa? Ừ. Mày nấu cháo xong cho con ăn, con dậy nhé. Ừ. Để mẹ nấu cháo xong con ăn cháo nhiều con khỏi nhá. Ừ. Mẹ nấu cháo nhá. Con ngủ đi, đợi một tí nhá. Mẹ lấy nấu cháo nhá. Xong rồi. Mà để một tí ạ, mà chạy nhé, mày lại chạy nhé. Như này đi, như này đi. Bum bum bum. Mày lấy cháo cho em. Để ăn hết con. Hai mama này, nhịn chị Na bắn. Ngồi đây này, ôi ngồi nhé, ngồi ăn cơm nhé. Khỏi chưa? Ăn cháo nhé, ăn cháo nhiều mà khỏe được nhé. À. Con cần cháo ăn đi, ăn cháo nhé, muốn ăn hết đi nhé. À. Để, ăn đấy. À muốn ăn đấy. Ăn ạ. Nè nhẹ nè nhẹ nè nhẹ nè nhẹ nè nhẹ nè. Ô liền nè. Chị Na ăn cháo đi, chị Na ăn cháo. Thôi nè nhẹ nhẹ nè. Ai hết chưa? Ai hết đi nhá. Này, ăn được uống sứa này, uống sứa nhé, ăn được không? Uống sứa nhé, uống sứa xong làm sứa nghỉ đợi mẹ nhé. Ngon không? Sao chưa? Hết chưa? Con nhé. Nhé. chưa? thế đó. Hỏi chưa? Mai đi học về là về nhà luôn, không được đi đâu, ai cho cái gì ăn không được ăn nhé. Cái gì cán con đấy, con muối to sưng. Con đi lại bông hoa cho em chơi vậy nè. Làm được gì? Ô, gì đấy? Ô, ai nhở?